Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người một sản phẩm. Đấy chính là dàn sưởi, dàn sấy nóng trong xe của xe Daewoo Lacity Việt Nam. Đây là một sản phẩm hàng liên doanh. Đây, em đang gửi tới mọi người hình ảnh tổng quan của sản phẩm đấy ạ. Cái dàn sưởi này thì sẽ có tác dụng làm sấy nóng, sưởi nóng trong xe khi nhất là mùa mưa ẩm và mùa đông, sẽ giúp cho lái xe cảm thấy thoải mái khi lái xe và giúp vận hành hệ thống điều hòa tốt hơn. Đây cũng là một trong những phụ kiện của trong hệ thống điều hòa. Đây là hai đường ống như tất cả các cái dàn nóng và lạnh. Và két nước thì dàn sưởi hay là két turbo nó cũng đều có hai ống, một ống ra một ống vào của đường dẫn. Và đây là các cái lan dẫn nhiệt, lan tản nhiệt của nó. Sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm anh em nhé. Đây là các cái lan, còn đây là các cái thanh dẫn nhiệt. Đây, em vừa nói qua với mọi người thì bây giờ em sẽ đo cái kích thước của nó sẽ bao gồm này 20 này và 20.5. Chiều dày của nó thì nó sẽ rơi vào là 5. Chiều dày của nó sẽ rơi vào là 5. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp.